Xin chào anh nhé. Tiếp tục clip ngày hôm nay thì em lại tiếp tục test và nghe chất âm của những dòng cục đẩy bãi thương hiệu của Mỹ, BF Audio anh nhé, với mã H500. Dòng BF này là một trong thương hiệu rất là lớn của Mỹ. Với những dòng loa BF thì những dòng loa full ấy, bass 30-40 giá trị của nó rất là cao. Các bác vào những sàn ấy, những dòng loa BF hoặc đẩy BF ấy, loa nó lên 4-50 triệu một đôi với nhá, giá rất là cao. Và chất âm dòng BF này tiếng rất là hay. Dòng này thương hiệu của Mỹ nhá, và là sản xuất lắp ráp tại Trung Quốc, nhà máy đặt ở Trung Quốc. Đấy, nó giống như kiểu điện thoại Samsung ở Thái Nguyên của Hàn Quốc. Thì với công ty lớn bây giờ họ đều liên doanh lắp đặt ở đặt nhà máy ở Trung Quốc, cả JBL hoặc là dòng đẩy EV Crown đều đặt ở Trung Quốc đấy nhá. Đấy, thì với dòng đẩy này tiếp tục cửa hàng lại có hàng về. Và lô sản phẩm này rất là đẹp đấy nhá. Thì với cái dòng đẩy 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 BF này thì hàng bãi của nó thì giá thành của nó rất là hợp lý. Đấy. Các bác mua thì nói chung là cái giá rất là rẻ, được đỡ được mấy phần thôi nhá. Mà quan trọng nhất là chúng ta tìm được cái lô sản phẩm nào mà hàng về đẹp. Thì cái lô này mẹ về hàng cực kỳ đẹp. Đây. Các bác nhìn này, cái keo của nó vẫn còn xanh lét này, vỉ của nó vẫn sáng bóng đó nhá. Đấy. Phần tụ của nó này, tụ phẳng đó nhá. Con này thì nó sử dụng là 2468 tụ, thì phần bên này nó sẽ tụ cao áp là tụ 1800V mới nhá. Đúng rồi, 180V. Đấy, 180V đây, tụ này, tụ 200V là 1800 mi. Đấy. Và trên tụ thì những cái tem QC, tem pad vẫn nguyên. Dòng này là hàng của hãng cho nên tất cả từ vỉ, tất cả các vỉ, cả vỉ công suất nó đều có những cái tem này quy chuẩn của nhà máy, khi mà xuất xưởng thì họ dán tem để kiểm định. Dòng này nó sử dụng mạch class H mới nhá, nguồn xung này thì với cái dòng BF này thì em thấy là một trong dòng rất là lành mới nhá, lành. Và với cái nguồn xung thì nó bảo vệ máy rất là cao, tức là có vấn đề gì nó sẽ ngắt ở phần nguồn và nó sẽ bảo vệ suốt. Cho nên phần xung, nguồn xung nó những cái hàng BF này nó bảo vệ máy rất là cao. Và con này thì cũng gọi là dùng dễ dùng mới nhá, dễ dùng mà cũng dễ sửa. Nói chung dòng này thì dễ sửa bởi vì nó rất là lành. Đấy. Thỉnh thoảng có con nó về, nó ví dụ các bác dùng lâu thì trục trặc là nó chỉ có nghĩa là nó kiểu như là nó long những cái dây rắc này thôi nhé, còn đâu là nó rất là lành. Đấy, rất là lành. Với chất âm của nó rất là hay. Thì trong clip này vừa rồi em có test và nghe tín hiệu từ máy tính này, cắm vào đẩy và test thẳng ra loa, đánh cặp loa bắt 40 nhé. Con này thì em cứ ba bác đánh hai cặp loa 30 thoải mái. Đấy. Con này thì cái mã nó H500, thì công suất của nó thì với cái dòng này thì công suất max của nó được khoảng độ tầm độ 800W một kênh thôi nhé. Đầu ra của nó thì nó rơi vào 2200W này, còn công suất bình thường của nó thì khoảng 5-600 một kênh. Đấy, một cái dòng này thì nó rất là khỏe, mắc nó khoảng 800 một kênh. Đây, chúng ta nhìn từ những cái dơ le này, từ những cái dây rắc đằng sau này, nó còn khá đẹp nhé. Đấy, thì cái hàng này thì nói chung hàng bãi, nó chỉ bên ngoài nó ấy, còn bên trong nó như mới, bên trong gọi như mới từ những cái bo nguồn này, đấy, còn rất là mới vì cái xanh nét luôn. Đấy. Giá thành thì nó tùy theo từng đợt với nhá, cũng có đợt thì nói chung là với cái hàng bãi này thì giá thành nó có thể chênh nhau 200-300 một chiếc đẩy là bình thường. Đấy. Cái lô sản phẩm này thì em về thì hàng đẹp và giá thành lại hợp lý, bình thường giá 3,3 triệu, nhưng lô này bán cho bác là 3,1 triệu em bao ship nhá. Đấy, bao ship, bao bác đánh hai cặp loa 30 và chất âm này thì em bao hay. Đấy. Bao hay và rất là lành, hàng em bán có bảo hành với nhá. Thì ok, trong clip này thì em test báo giá các bác, báo hàng về để các bác nắm được những dòng cục đẩy bãi thương hiệu của Mỹ BF Audio nhé. Xin chào các bác ạ.